tên Nguyễn Giang, mình là giáo sư là Terry. Terry là một designer tại kênh 127 Sales Apprentice. Một nơi mình chia sẻ niềm đam mê của mình đối với tính cách con người cũng như là những vấn đề huyền bí. Trước khi có cái trải bài này thì có một cái emergency, một cái accident khá là bự là Giang bị phỏng trong lúc đốt nến ha. Và nó còn bị rớt hai cái huy hiệu gì vào trong cái nến nữa này. Có thể là một signal thông báo cho việc trải bài hôm nay có thể sẽ không phải là một trải bài êm dịu như bình thường ha. Rồi, ok, về chủ đề trải bài ngày hôm nay. Trước khi đến với trải bài thì Giang xin giới thiệu một chút. Giang là một designer, là một cái người đọc những cái thông điệp nó có liên quan tới tương lai, nhưng nó cũng sẽ là những cái thứ nó diễn ra ở thời điểm hiện tại, là một cái tiền đề để nó kết nối với những cái sự việc ở trong tương lai có cái yếu tố ảnh hưởng từ những kinh nghiệm và góc nhìn của Giang. Cho nên là nếu như các bạn lắng nghe trải bài trong những phút đầu tiên mà các bạn cảm thấy maybe là không phù hợp về mindset hoặc là bất kỳ một cái nào đó, thì các bạn có thể dừng nghe video và chuyển sang nghe một bạn designer hoặc bạn reader khác ha. Thì hãy feel free trong cái việc các bạn được chọn nghe cái gì nhé. Rồi, về trải bài hôm nay thì giống như tiêu đề video, các bạn có thể xem thử đó là bạn đang trở thành một người như thế nào. Việc đang trở thành một người như thế nào thì probably tất nhiên nó không có nghĩa là cái tương lai mình thấy nó sẽ không thể nào thay đổi được. Sau khi bạn nghe trải bài, bạn có những cái sự lựa chọn khác, bạn có những cái improve bản thân mình đó, thì chắc chắn là cái việc bạn trở thành một con người như thế nào ở trong trải bài này nó sẽ thay đổi. Hoặc là bạn có cái phát huy thì bạn sẽ trở thành một version tốt hơn cả những cái gì mà em thấy ở trong trải bài. Thì hãy nhớ đó là số mệnh nó nằm ở trong tay các bạn, và các bạn hoàn toàn có quyền viết ra một cái tương lai khác cho bản thân mình ha, miễn là các bạn dám trả cái giá cho điều đó. Rồi, thì đó là những cái chung về trải bài ngày hôm nay. Hôm nay chúng ta cũng sẽ chọn trải bài thông qua những lá bài Giang rút từ bộ Spirit Animal Wisdom, một bộ mà Giang đã từng sử dụng và hiện tại thì Giang đã có bộ chuẩn của nó, bộ chính thức của nó. Và ngày hôm nay chúng ta vẫn sẽ có được những tiếng chuông xoay để các bạn có thể tập trung lựa chọn nhóm bài nhé. Thì trước khi đến với việc rút bài cho ba nhóm hôm nay thì Giang sẽ đánh chuông xoay cho mọi người nha. Bạn có thể nhắm mắt, mở mắt, hít thở sâu và hãy chịu khó thẳng lưng mình một chút xíu nhé. Khi Giang đánh chuông, Giang cũng thẳng lưng á mọi người. Rồi, kết nối với lại các bạn lắng nghe trải bài ngày hôm nay. Đây sẽ là ba nhóm nha các bạn chọn. Rồi, nhóm 1. Các bạn là lá Monkey, lá đại diện cho Inner Child với nguồn năng lượng của đất và khí. Đất và khí. Don't take life too seriously. Nhóm 2 các bạn là lá bài Honeybee của Divine Feminine, cũng đất và khí ha. You are being called on to rise. Hình như cái này là đất với khí. Rồi nhóm 3 các bạn là lá Dolphin, lá của Atlantis, lá của nước ha. Thì mọi người hãy lựa chọn ở đây một lá bài mọi người cảm thấy được thu hút nhất dựa vào, mình không biết nữa, có thể là cái title của lá bài, màu sắc, hoặc là một cái random nhất định nào đó. Hãy tin vào cái trực giác đầu tiên của bạn khi các bạn cảm thấy bị catchy, cảm thấy bị bắt mắt với lại một cái lá bài bất kỳ ở đây ha. Và sau đó thì Giang sẽ rút bài trực tiếp cho mọi người. Ok, Giang sẽ phép đếm lại các bạn nhóm đầu tiên. Ok, xin chào nhóm 1, những bạn đã chọn lá bài Monkey in a Child, đại diện của đất và khí với lá, với lời nhắn đó là Don't take life too seriously. Rồi đó là lá bài này, mà để nói trước về việc các bạn đang trở thành một người như thế nào thì mình thấy, thứ nhất là cái cảm giác của mình là một cái gì đó nó liên quan tới việc Harvest Moon ha, với việc trồng cây, gây rừng và dễ như thu hoạch
từ những cái gì mà mình gây ra được, hoặc là những cái gì mà bạn lấy được từ Mother Earth, từ đất mẹ. Cái thứ hai mình thấy được đó là các bạn đang trở thành một cái người mà sống cho bản thân mình nhiều hơn. Có thể trước đây các bạn sống vì người ngoài, các bạn sống mà phải nhìn mặt người khác hoặc là vì một ai đó trong gia đình, nhưng mà sắp tới thì những các bạn đang lựa chọn đó là mình sẽ quay về bên trong, mình lựa chọn đó là mình sẽ do everything I like, tức là làm bất kỳ điều gì mà bạn thích, chứ bạn không còn care đến cái việc đó là người khác nghĩ về nó như thế nào hay là cái này cái nọ đó. Và cái thứ ba mình thấy là các bạn sẽ cố gắng để khiến cái cuộc sống của mình nó trở nên fun hơn, nó trở nên vui hơn và không còn quá mức là nghiêm túc so với trước đây nữa ha. Thì đó là những cái gì mà chúng ta có từ lá bài Oracle mà các bạn chọn. Giờ Gia sẽ xem tarot cho mọi người nhé. Ok. Rồi thì mọi người hãy nhớ trả bài chung với rất là nhiều người. Các bạn có thể lắng nghe và nếu như cảm thấy không phù hợp ở ngay cái lá bài đầu tiên này, các bạn có thể chuyển sang nghe một cái video khác hoặc là một bạn reader khác ha. Ok. Kết nối với lại các bạn nhóm 1. Các bạn đang trở thành một người như thế nào? Có một lá suýt nữa nó bay ra. Các bạn có hai gậy. The Hanged Man. Page of Cup. Ten of Cup. Và bà Su. Nice. Rồi. Các bạn nhóm 1 đang trở thành một người như thế nào? Đầu tiên thì mình thấy đó là đối với các bạn nhóm 1 đó, các bạn đang có những cái plan ha, các bạn đang có những cái kế hoạch khá là rõ ràng hơn cho bản thân mình về việc mình sẽ làm cái gì tiếp theo. Chưa nói là các bạn làm, các bạn chỉ mới lên plan thôi, là hai cái thứ ba bạn mới là bắt đầu lên plan, nhưng mà nó sẽ hướng ra bên ngoài, đến một cái môi trường khác, đến một cái tổ chức khác, đến một cái nơi khác, thậm chí là có thể là plan đi nước ngoài, các kiểu ở đây hết trơn á, thì nó đều có ở trong cái này. Và những cái plan này là những cái plan mà các bạn nghĩ đến sau khi mà các bạn đã reflect lại bản thân mình, đã dành một cái khoảng thời gian để thật sự ngẫm là bạn muốn cái gì tiếp theo ở trong cuộc đời của mình, hoặc là tất cả những cái gì mà các bạn đã làm trước đó nó có thật sự work cho bạn không, hay là thật ra thì nó đang work cho người khác, hoặc là nó không thật sự fit với bạn. Và mình thấy là sau cái khoảng thời gian mà các bạn ngồi xuống, các bạn dành một cái sự tĩnh lặng để nghĩ cho bản thân mình á, ý là nghĩ đối với lại các bạn tự đối chất với chính mình á, thì mình thấy là các bạn sẽ chọn những thứ nó thuần về cảm xúc, những thứ mà bạn yêu thích, những thứ mà bạn đam mê, hoặc là những cái thứ mà nó có cái basic relate, nó được base, nó được xây dựng dựa trên những cái liên quan tới relationship của bạn, liên quan tới những mối quan hệ của bạn, hơn là cái việc các bạn sẽ tập trung vào tiền bạc, tài chính, hoặc là một cái định hướng nó rất là cụ thể, nhưng mà nó vẫn bị tác động từ bên ngoài. Nói chung là các bạn sẽ quay về bên trong nhiều hơn. Trong một vài trường hợp ở đây nhé, mình không nói là sẽ có hết ở trong này. Có một vài bạn sẽ lựa chọn kết hôn nha. Tức là các bạn cảm thấy là cái sự delay, tức là cái này nó chỉ work với những bạn đã có người yêu nhé. Các bạn cảm thấy là cái sự delay trước đó của mình bởi vì công việc, sự nghiệp các kiểu nó đã đủ lâu rồi, nó đã đủ để mà mình trì hoãn nó thêm nữa. Nên các bạn quyết định là các bạn sẽ ok, go with the flow, go với lại cái gì mà các bạn yêu quý, các bạn sẽ lựa chọn kết hôn ở trong khoảng thời gian tới ha. Hoặc cái việc kết hôn là một cái thứ mà các bạn sẽ đưa lên làm cái mục ưu tiên ở trong cái list của mình. So với trước đây thì các bạn ưu tiên công việc hơn chẳng hạn, thì giờ các bạn sẽ ưu tiên tìm kiếm một mối quan hệ lâu dài, tìm kiếm một cái người trò chuyện với mình, một cái người tri kỷ với mình. Và cuối cùng mình thấy các bạn đang là một cái người chuyển từ cái việc các bạn làm personal sang một cái teamwork nhiều hơn. Có thể trước đây các bạn tương đối là làm việc một mình, hoặc là kể khi các bạn có team đi chăng nữa thì các bạn vẫn hoạt động độc lập là chủ yếu, chứ các bạn ít khi nào có một cái sự corporate, có một cái sự làm việc chung với lại mọi người khá là hên xui. Có thể bởi vì trách nhiệm của các bạn quá lớn khiến cho các bạn luôn nghĩ là mình không thể nào quá thoải mái với lại mọi người được. Nhưng mà ở thời điểm sắp tới thì các bạn đã bắt đầu đó, như mình nói là quay về đứa trẻ bên trong và làm những gì mà bản thân mình thích. Thì những cái đó đã khiến cho các bạn show được
các bạn thể hiện được cái con người thật của mình và khiến cho mọi người xung quanh cảm thấy là bây giờ mới cảm nhận được cái tinh thần là thật sự muốn teamwork, thật sự là muốn cùng làm việc với nhau. Và maybe các bạn sẽ gặp được những cái người rất là nice, rất là tốt. Hoặc thậm chí ha, giống như mình nói là các bạn đặt cái mục tiêu đó là bây giờ tôi sẽ ưu tiên tình cảm và sẽ ưu tiên build up một cái tương lai lâu dài với một ai đó. Thì khi mà bạn đã có cái suy nghĩ đó xong thì bạn sẽ ngay lập tức gặp được những người cho bạn những cái cơ hội hoặc là hỗ trợ bạn để mà các bạn có thể đẩy nhanh được hơn cái plan của mình, cái tiến độ của mình ha. Rồi, ok, mình sẽ rút bài tiếp nhé. Các bạn nhóm 1 đang trở thành một người như thế nào? Interesting ha. Các bạn nhóm 1 đang trở thành một người như thế nào? Mình thấy có một sự tái sinh rất nhiều từ các bạn nhóm 1 trong khoảng thời gian trước đây cho tới bây giờ. Các bạn có một cái sự, giống như mình nói là một cái sự chuyển dịch khá là lớn từ một cái thế tương đối là bị động sang một cái thế cực kỳ là chủ động, cực kỳ là lít cái cuộc đời của mình, và các bạn sẽ chiến đấu cho những cái gì mà các bạn cảm thấy yêu thích. Có thể trước đây các bạn là một cái người mà ít khi chiến đấu, các bạn là một cái người mà ai để tới đâu thì mình đi tới đó, hoặc là các bạn là một cái người mà không có quá đặt ra một cái mục tiêu rõ ràng, kiểu như cứ để đời trôi. Nhưng mà sắp tới thì rõ ràng các bạn thấy cả Panther và Lion đều là hai cái loại nó rất là săn mồi, nó rất là leader, nó kiểu nó rất là achievement kiểu dạng vậy á. Thì và kể cả Phoenix, kể cả trong phương Đông hay là phương Tây, nó đều đã nói về sự thịnh vượng, sự thành công, sự tái sinh các kiểu hết trơn á. Thì cho mình một cái mindset là các bạn đã cảm thấy là it's time to change, là đến cái thời điểm để mình thay đổi, để mình thật sự sống vì mình ít nhất một lần trong đời, chứ không còn là sống vì người khác nữa, để mình thật sự là được, tức là mình tìm những cái người, những cái môi trường mà nó thật sự work với mình, chứ không phải là lợi dụng lẫn nhau, không phải là mình pay cho họ một cái gì đó hay là họ trả cho mình một cái gì đó, mà nó có một cái sự win-win ở trong này khá là nhiều. Nói chung là cảm thấy các bạn làm chủ cuộc đời mình rất là tốt, và mình cũng cảm thấy là sẽ có nhiều cái sự thay đổi ngoạn mục về cả khí chất và về cả cái bề ngoài của bạn. Các bạn có thể sẽ trở nên sexy hơn, quyến rũ hơn, hoặc là các bạn sẽ trở nên kiểu có một vài bạn có thể ở đây là sẽ bắt đầu training, là bắt đầu thật sự nghiêm túc với lại việc xây dựng vóc dáng của mình, như là tập gym các kiểu gì đó, hoặc là tập chạy chẳng hạn, có thể là tập chạy các kiểu hết trơn á, để mà các bạn thật sự được tái sinh fully từ bên trong cho tới bên ngoài. Và mình cũng thấy được một cái điều ở đây á, đó là các bạn đang rất là cố gắng để được hạnh phúc, à, có thể gọi là để được có một cái cuộc sống nó truly ha, nó thật sự là sống. Không biết các bạn hiểu không? Đó là chúng ta luôn có khái niệm là sống và tồn tại, thì tất nhiên khái niệm đó nó sẽ khác với mọi người nhớ là sống như thế nào là tồn tại. Thì ít nhất của nhóm một mình thấy được là các bạn đang hướng về cái việc là tôi thật sự muốn sống, tôi thật sự muốn tận hưởng từng cái giây phút của mình, cho tôi không còn muốn là mình chỉ tồn tại, mình chỉ là một cái vai phụ cho cuộc đời của một ai đó, và mình muốn là vai chính trong chính cái cuộc đời của mình. Thì mình thấy đó là các bạn sẽ bắt đầu rise voice nhiều hơn, các bạn sẽ hành động nhiều hơn, nói nhiều hơn, planning nhiều hơn, tập trung vào cái cảm xúc của mình nhiều hơn, và thật sự là tìm kiếm những cái mối cam kết win-win nhiều hơn, để mà có thể gọi là hoàn toàn totally trở thành một người hoàn toàn là khác, hoàn toàn là đứng dậy và lead được cái cuộc đời của mình ha. Và đó cũng là lý do vì sao mà bạn mới chuyển cái trạng thái thành don't take life too seriously, bạn khiến cho cái cuộc sống này nó không còn quá nghiêm túc nữa, kiểu như là bạn tập trung vào trước mắt, kiểu như là ok, mình bước được với nhau lúc nào thì hay lúc đó, mình không cần phải nghĩ tới cái việc đó là mình sẽ phải đi với nhau bao xa, mình có khiến cho họ hài lòng không, họ có khiến cho mình khó chịu không, ghét kiểu không, mà nó sẽ chỉ đơn giản đó là ok, face to face, nói trực diện thẳng thắn với nhau, và mình match được thì mình match, mà không thì thôi. Nói chung là nó sẽ, cái cuộc đời của bạn nó sẽ simple, nó sẽ đơn giản hơn rất là nhiều. Thì đó là những cái gì mà các bạn đang hướng tới ha. Rồi thì mình hy vọng trả bài đem được một cái thông điệp rồi đó cho các bạn. Các bạn có điều gì muốn hỏi, muốn chia sẻ thì Giang sẽ rất là vui được đọc comment của mọi người. Và mọi người đừng quên bấm like video, tại vì việc các bạn like video sẽ giúp cho video được đề xuất nhiều hơn ở trên kênh YouTube, và sẽ là một cái sự hỗ trợ rất là lớn để Giang có thể tiếp tục ra video trong tương lai nha. Rồi thì hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Bye bye.
Rồi xin chào nhóm 2, nhưng bạn đã chọn lá bài Honey Bee, lá của Divine Feminine, với cái thông điệp đó là You are being called on to rise, lá của đất và khí ha. Đầu tiên thì với lá bài Animal Wisdom mà các bạn chọn đó, cho mình được một cái thông điệp đó là các bạn đang trở thành ai trong tương lai, các bạn đang trở thành... Thật ra thì cái năng lượng các bạn hướng đến thì mình sẽ nói như vậy nó sẽ đúng hơn với nhóm hai. Cái năng lượng bạn đang hướng tới trong tương lai là một cái năng lượng nó thiên về tính nữ khá là nhiều, một cái tính nữ và nó liên quan tới trực giác tương đối là cao. Có thể là các bạn trước đây thì là một người sống rất là lý trí, sống rất là kiểu on point ấy, tức là rất là tập trung vào một điểm và những gì ở trước mắt các bạn, nhưng mà các bạn đang dần trở thành một cái người nó có cái yếu tố trực giác ở trong đó nhiều hơn, và các bạn trở nên take care bản thân, take care mọi người xung quanh nhiều hơn thay vì chỉ là working thôi. Và mình thấy được đó là các bạn đang được kêu gọi để trở thành một cái người như vậy. Nhưng mà tất nhiên là các bạn đáp lại cái lời kêu gọi này hay không á, thì tất nhiên là hoàn toàn phụ thuộc vào các bạn. Mình sẽ không thể nào nói các bạn đó là ok bạn phải trở thành như vậy, phải trở thành như thế kia. Nhưng mà mình thấy là các bạn đã bắt đầu chú ý hoặc là để ý được cái việc đó là mình hình như đang quá mạnh tính nam, mình hình như đang quá là strong, đang quá là độc lập, đang quá là kiểu chịu đựng, kiểu dạng như vậy, mà mình đã bị thiếu đi cái sự chia sẻ, sự quan tâm, sự chăm sóc, sự yếu đuối. Tại vì không có cái gì là nó tệ để mà các bạn không yếu đuối hết trơn á. Tại vì bạn là một con người mà, con người sẽ luôn có lúc buồn, lúc vui, có lúc yếu đuối, có lúc mạnh mẽ, thì cái đó là một cái normal. Bạn phải thể hiện nó ra, người ta mới nghĩ bạn là một người bạn. Người ta mới nghĩ bạn là một con người, nó thẳng là như vậy. Nếu như mà bạn không thể hiện nó ra, người ta sẽ nghĩ bạn là một cái máy. To be honest, cho nên là đó là những cái gì mà nó nghĩ ra ở đây ha. Trong một vài trường hợp, nhóm 2 các bạn đang tìm kiếm cái couple cho mình, đang tìm kiếm một cái đối tượng phù hợp với lại các bạn. Các bạn đang là một con ong để tìm mật á. Các bạn đang là một cái người mà đang tìm kiếm những cái bông hoa, một cái bông hoa nào đó thật sự phù hợp với mình ha. Rồi, bây giờ Giang sẽ rút bài cho các bạn nha. Rồi kết nối lại các bạn, nhóm 2 bạn đang là một người, đang trở thành một người như thế nào, thì các bạn hãy nhớ đây là trải bài chung cho rất là nhiều người nha. Và nếu như các bạn lắng nghe cái sự chia sẻ ban đầu của Yen đối với là honeymoon mà các bạn cảm thấy không phù hợp, không match, thì các bạn có thể lắng nghe những bạn reader khác, chứ các bạn không cần phải focus, không cần phải tiếp tục nghe trải bài nhé. Các bạn nhóm 2, các bạn đang trở thành một người như thế nào? Mười cây Three sauce. Hai xô. Imperious. Và Nice pentacle. Khá là thú vị ha, đúng không? Thì một nhóm khá là interesting. Tại vì lá bài của các bạn là lá nó nói về việc divine feminine, nói về tính nữ. Nhưng mà the imperial trong tarot là một lá nói về tính nam. Đó thì các bạn nhóm 2 đang trở thành một người như thế nào? Đầu tiên mình thấy các bạn nhóm 2 nha, các bạn là một người không thật sự tận hưởng cuộc sống của mình lắm với sự xuất hiện đầu tiên của lá 10 gạch. Mình có cảm giác là ở cái thời điểm hiện tại các bạn đang khá là cực khổ và mệt mỏi. Nó kệ, các bạn luôn cảm thấy bị kiệt sức. Các bạn luôn cảm thấy bị kiệt sức mặc dù mới chỉ có nửa ngày hay cái gì đó thôi. Hoặc là các bạn luôn cảm thấy có vấn đề về cuộc sống, lương các kiểu đồ đó, cảm thấy rất là... Nói chung là cái lưng bản thân nó cũng như kiểu nó muốn còng xuống, nó không có muốn thẳng lưng lên được. Thì mình thấy là sẽ có những cái dấu hiệu hoặc có những cái quyết định các bạn cần phải đưa ra để đưa bản thân mình sang một cái con đường mới, sang một cái lựa chọn mới. Phía sau xuất hiện là cái câu chuyện của một cái việc đó là các bạn cần phải thoát khỏi cái vùng an toàn của mình, dám đón nhận thử thách và mạo hiểm nhiều hơn, và dám đưa ra một cái lựa chọn hoàn toàn khác so với những các bạn đã làm trước đây. Những cái thói quen, những cái lựa chọn, những cái tính cách nó cần phải khác biệt so với trước đây để làm cái gì? Để các bạn hướng đến một cái cuộc sống cân bằng, một cái work-life balance của việc đó là mình, giống như Giang nói là
Thật ra cái việc các bạn tập trung vào công việc nó là tính nam á, các bạn quá tiêu cực, các bạn quá tập trung vào công việc không có care tới sức khỏe là một cái thứ nó rất là tính nam luôn. Thì các bạn sẽ cần phải học cái sự work life balance giữa việc làm việc và enjoy cái cuộc sống của mình. Tuy nhiên mình cũng thấy được cái chướng ngại vật lớn nhất của các bạn nhóm 2 là dường như các bạn là một cái người đã lớn lên trong một cái tính nam tương đối là độc hại ha. Các bạn đã lớn lên trong một cái môi trường mà ở đó người ta luôn, nếu như bạn là nam người ta sẽ luôn dạy bạn đó là bạn phải trưởng thành, bạn phải chín chắn, bạn phải ổn định, everything. Nói về tính nam khá là độc hại ha. Còn nếu như mà các bạn là nữ thì các bạn sống với một cái môi trường mà mặc dù bạn là nữ nha, nhưng mà kiểu như cũng bắt bạn phải sống rất là trách nhiệm, hay bạn có thể là con trưởng, đứa con duy nhất ở trong gia đình, và bạn phải đóng vai thành một cái người nam trưởng thành ở trong chính cuộc đời của mình luôn. Và mình thấy là chính bởi vì cái tính cách như vậy đã khiến cho các bạn quên đi bản thân mình đang mệt mỏi như thế nào. Và rõ ràng là những gì mà các bạn đang tiến tới đó là các bạn phải cân bằng. Tại vì đi chung với Imperial là Impress, là một người hoàng hậu, là một người rất là take care cho mọi thứ xung quanh, rất là take care và rất là tin vào cái trực giác của mình. Còn trước đó thì các bạn là những cái người mà tin vào trải nghiệm, tin vào cái lời truyền dạy của những cái người đi trước xuống hơn là tin vào bản thân. Thì rõ ràng khi các bạn kết thúc bằng lá chín kiếm của việc các bạn đang hướng đến là một người như thế nào, các bạn đang hướng đến một cái người mà các bạn thật sự hạnh phúc với những gì mình đang làm ra. Còn ban đầu các bạn làm ra các bạn không có vui nha, các bạn không biết các bạn kiếm bao nhiêu tiền, không biết công việc của các bạn là cái gì, nhưng mà không có tìm thấy niềm vui ở trong đó, mà kiểu như làm xong cái nào là bạn chỉ cảm thấy kiểu mệt mỏi rã rời, bạn chỉ muốn nằm xuống ngủ một giấc đến sáng hôm sau chưa tỉnh dậy thôi. Còn thì cái sự khác biệt rất lớn giữa 10 gậy và 9 xu đó là ở 9 xu các bạn vẫn kiếm ra tiền nha, có thể tiền ít hơn nhưng mà vẫn kiếm ra tiền, và cái tiền đó nó vẫn đủ để các bạn trang trải cuộc sống của mình. Nhưng mà chính cái thiếu á, chính cái phần mà cái tiền ít hơn khiến cho các bạn có thể là chạy ít start hơn á, khiến cho các bạn có một cái cuộc sống các bạn có thể enjoy những cái niềm vui của riêng bản thân mình. Và đó chính là tính nữ. Các bạn sẽ thấy là rõ ràng bốn lá ban đầu của bạn nhá đều là nam hết, tức là nhìn đều rất là vai rất là nam hết, nhưng mà lá cuối cùng lại là một lá nữ ha, và cũng là một lá của một cô gái đối với cầm một con chim ở trên tay. Nói chung là ăn mặc cũng rất là đẹp nha, vẫn rất là giàu sang, nhưng mà dạng như là ok, mình có thời gian để mình nói xàm nói xí với mấy con động vật nè, mình có thể nhìn ngắm thế giới, chứ mình không phải là lúc nào cũng chỉ là ở trong những cái gọi là một cái nhà tù ha, một cái nhà tù tinh thần sức khỏe nó bủa vây mình, và mình không thấy cái gì ngoại trừ những cái task công việc của mình cả. Đó thì đó là những cái gì mà nó đang, bạn đang trở thành một người như vậy, bạn đang cố gắng để trở thành một người được sống nhiều hơn, được sống nhiều hơn, được tận hưởng nhiều hơn, được đẩy mạnh cái sự cái tính nữ của mình hơn ha. Ok, thì Gia sẽ rút tiếp bài cho mọi người. Kết nối với các bạn nhóm 2, bạn đang trở thành một người như thế nào? Interesting, các bạn là la crown, là quả khí, crocodile, waters và là lamb, quả đất. Các bạn đang trở thành một người như thế nào? Thấy là một người thông thái hơn, một người thông minh hơn, một người biết bản thân mình đang làm cái gì, nên bỏ cái gì xuống và nên cầm cái gì lên, hơn là một cái người mà chỉ nói hơi quá nha mọi người, đó là răm rắp làm theo lời của những người đi trước. Cái thứ hai là mình thấy các bạn đang cố gắng để trở nên một cái người mà mình nói thảo mai hơn nghe cũng hơi kỳ, nhưng mà tức là một cái người mà dạng như biết bộc lộ cái cảm xúc của mình ra nhiều hơn. Tức là trước đây á, các bạn nhóm 2 á, các bạn rất mệt nhưng mà các bạn không dám nói ra, và kể cả khi các bạn nói ra các bạn không biết cách thể hiện cảm xúc á, thì khiến cho người ta nghĩ là bạn đang lười biếng, bạn đang dạng như tìm lý do để mà chạy trốn. Thì bây giờ bạn sẽ bắt đầu trở thành một cái người mà bạn dám khóc, ý là bạn dám, tại vì bạn biết cá sấu luôn cho mình cái cảm giác của nước mắt cá sấu á, tức là bạn biết là thật ra lúc đó mình chưa mệt lắm nhưng mà mình cũng phải gào lên, tức là từng cái dấu hiệu nhỏ nhỏ mình phải gào lên từ từ để người ta biết là bạn không có ổn như họ nghĩ, và bạn cũng có cái giới hạn của riêng mình, không nào lúc nào cũng ép bạn làm mọi thứ cùng một lúc được. Và cuối cùng thì mình thấy đó là các bạn đang trở thành một cái người mà biết giả. Ok, một lần nữa ha, biết thảo mai nó nghe hơi kỹ, mình nói là như vậy á mọi người, tức là một cái người mà bạn
biết á, đó là không phải lúc nào bạn pay off thì người ta cũng sẽ pay off ngược lại cho bạn. Không phải lúc nào bạn cố gắng 10 phần thì người ta sẽ cho lại bạn 10 phần, có đôi khi người ta chỉ cho lại bạn 5 phần thôi. Thì cho mình cái cảm giác của cái con lam, của cái con cừu ở đây á, đó là bạn biết hóa trang bản thân mình ha, và biết hóa trang bản thân mình để có lợi cho bản thân. Bạn không còn cố gắng lúc nào cũng trở thành một người best of the best, không phải lúc nào cũng trở thành một người giỏi nhất, một người chăm nhất, một người profession nhất, mà bạn biết là có những lúc mình nên rất là tỏa sáng, nhưng có những lúc mình nên chìm vào trong đám đông để mà mình bảo toàn được cái năng lượng của mình, và mình bảo toàn được cái mạng sống của bản thân mình trước người khác ha. Cho nên mình có một cái cảm giác là các bạn đang bắt đầu từ một cái thế bị động chuyển sang một cái thế chủ động hơn, chuyển sang một cái thế mà dạng như bạn không còn để người khác ảnh hưởng tới cuộc đời của mình nữa, và bạn sẽ tự biết bản thân mình phải làm cái gì tiếp theo. Kiểu dạng vậy. Và bạn cũng bắt đầu biết chơi chiêu trò mánh khóe để mà giành được những cái lợi cho mình, thì nó hoàn toàn không có vấn đề nha mọi người. Mình thật sự rất là welcome các bạn làm cái điều đó, tại vì thật sự là cái cuộc sống này là một cuộc sống rất bất công, nó rất bất công luôn. Nếu như các bạn không biết giữ mánh khóe để giành nguồn lợi về cho mình đó, bạn sẽ luôn luôn là người thua thiệt, và rõ ràng bạn đã là người thua thiệt rồi. Nhưng mà để làm được những cái này thì rõ ràng là bạn phải tin vào cái trực giác của mình, tại vì các bạn thật sự là những người có trực giác tốt, chỉ là các bạn đã luôn che giấu nó thôi. Các bạn đã không bao giờ cho phép mình được nhìn vào cái trực giác đó, bởi vì mọi người đều nói với bạn là cái trực giác là một cái thứ nó rất là vô lý, nó không có thực tế các kiểu hết. Nhưng mà thật sự nha, trực giác nó cũng được base trên cái dây thần kinh, mà nó sẽ giúp cái dây thần kinh chúng ta có từ thời xưa là cái dây thần kinh cảnh báo nguy hiểm á, thì trực giác nó có được build up dựa trên cái đó. Thì rõ ràng cái trực giác nó cũng là một cách để nó kêu gào các bạn là trời ơi, mày mày phải thoát ra đi, phải get out khỏi cái chỗ này đi, phải kiểu cứu chính bản thân mình đi đó. Thì hãy take care bản thân mình hơn ha, hãy take care bản thân mình trước tiên. Sống selfish không có vấn đề gì cả, miễn sao cái selfish của bạn nó không ảnh hưởng tới người khác, thì cái việc các bạn ích kỷ luôn luôn được hoan nghênh nha. Ok, mình kết thúc đề bài cho các bạn nhóm 2 ở đây, thì mình hy vọng là bài đem được cái thông điệp đó cho bạn. Bạn có điều gì muốn hỏi, muốn chia sẻ, bạn có thể để lại bình luận cho em biết. Em sẽ rất vui được đọc bình luận của mọi người. Ngoài ra thì mọi người đừng quên bấm like video của Gen để video được đề xuất, được YouTube đề xuất ở trên nhiều kênh hơn, và Gen sẽ có động lực làm thêm nhiều video hơn nhé. Rồi, cảm ơn đã lắng nghe, và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Bye bye. Rồi, xin chào những bạn nhóm 3 ha, những bạn đã chọn là bài Dolphin, lá của năng lượng nước với cụm ý nghĩa Atlantis, Healing Wisdom is a face and stop and listen. Các bạn đang trở thành một người như thế nào? Đầu tiên mình thấy các bạn là một người đang trở thành một cái người nó xuôi dòng nhiều hơn. Thật sự là có thể cho các bạn ngược dòng quá nhiều, kiểu như ai nói các bạn làm gì các bạn làm ngược lại. Thì hiện tại các bạn đang bắt đầu đi xuôi dòng nhiều hơn, bởi vì các bạn đang cảm thấy là đang cảm nhận được những cái lỗi sai, như là những cái sự sai lầm của mình nó đang phải trả giá điều gì. Ở đây mình thấy có một cái cụm healing wisdom, đó là chữa, mình không thấy dùng chữ chữa lành cho healing lắm, nhưng mà ý là nó có một cái biểu là cái những cái tri thức, những cái trí khôn của các bạn nó đang cần được chữa bệnh đó. Nhưng mà nó chỉ mới ở trên cái bề mặt thôi, tức là các bạn biết có thể là một sự thiếu hụt về kiến thức hoặc một cái gì đó các bạn đang chữa, nhưng mà chữa trên bề mặt, nó chưa đi vào sâu bên trong. Hoặc là các bạn chữa nhưng mà các bạn cảm thấy đó là cái mình chữa, nhưng maybe cái bạn cần chữa nó là cái khác. Thì đây là một cái lời nhắc về việc đó là các bạn cần phải dừng lại và lắng nghe. Đó thì mình chưa, thật ra thì cái này nó hơi có chưa rõ lắm cho mình, nhưng mà đó là những gì mình cảm nhận được từ là dolphin mà các bạn chọn nhé. Rồi bây giờ sẽ rút bài cho mọi người ha. Thì mọi người hãy nhớ đây là trả bài chung cho rất là nhiều người. Nếu như các bạn cảm thấy cái phần Giang chia sẻ cái lá bài vừa rồi nó không khớp với mình đó, các bạn có thể chuyển sang nghe những cái tụ bài khác, hoặc là các bạn nghe một bài trợ khác nha. Rồi cái nối lại các bạn nhóm 3, các bạn đang trở thành một người như thế nào? Bị trùng mà nhà sẽ không lấy. Okay. Page of Cup. Năm ly, giờ lá ly, cái xong ra một ống ly nè mọi người. Hai gậy,
Nhóm 3 khá là mix năng lượng giữa nhóm 1 và nhóm 2 nhỉ? Có bạn nào chọn hai nhóm không nhỉ? Hai ly. Sao quá trời ly vậy? 9 ly, trời đất ơi. Cái nhóm này là nước tràn trề, nước tràn bờ đê luôn á. Có hai gợi ở đây nó cũng bị dập tắt bởi đám nước này. Đang trở thành một người như thế nào? Sao mình có cái vai kỳ quá ta? Nhóm này kỳ quá đi. Thôi mình cứ giải thôi chứ có kỳ không thì cũng là cuộc đời của một người mà ha. Các bạn đang trở thành một người như thế nào? Đầu tiên á, mình có cảm giác nha, nhóm 3 bạn là một người không thật sự mạnh về lý trí. Các bạn rất là thuần cảm xúc, rất là thuần cảm xúc, hiếm lắm mới gặp một người như thế này đây. Và khi các bạn thuần cảm xúc á, các bạn đưa ra quyết định dựa trên cảm xúc của mình. Các bạn thích thì các bạn làm, các bạn ghét thì các bạn bỏ. Và chính cái điều này giống như Gia nói đã dẫn các bạn đến những cái câu chuyện mà ở trong đó các bạn cực kỳ hối tiếc. Bởi vì mình đã lựa chọn dựa trên cảm xúc. Tại vì khi các bạn lựa chọn bên cảm xúc nó rất là chủ quan, rất chủ quan luôn. Tại vì cảm xúc là một thứ nó lên được thì nó xuống được, và thường nó lên xuống rất là nhanh. Thì nó dẫn đến một cái việc đó là các bạn bị hoang mang với cái cuộc đời mình, đó là rốt cuộc mình đã làm cái điều gì để mà mình phải gặp những cái nỗi thất vọng, những cái nỗi buồn này. Thì rất may mắn đó là ở thời điểm hiện tại hoặc sắp tới, các bạn bắt đầu nhận thức ra được đó là à, mình rơi vào những cái trường hợp đó bởi vì mình thiếu sự định hướng. Mình thiếu cái việc đó là mình đang xác định mục tiêu mình tìm kiếm điều gì trong những cái này hay là trong những cái mối quan hệ này. Và các bạn bắt đầu cho mình những cái trải nghiệm để mà mình được biết nhiều thứ hơn, để mình lựa chọn rõ hơn cho bản thân mình. Và sau khi mà các bạn đã lựa chọn được rồi á, thì các bạn mới thật tìm được cái người mà thật sự là phù hợp là các bạn. Không biết nhóm 3 sao nó có liên kết với tình cảm nhiều quá ha. Hoặc là các bạn tìm được những cái người mà thật sự là tri kỷ với lại các bạn. Và khi các bạn đã tìm được người tri kỷ rồi, các bạn đã được đáp ứng về nhu cầu rồi, thì thấy là các bạn sẽ tương đối là hạnh phúc ở trong cuộc sống mình ha. Có một trường hợp thứ hai ở đây của các bạn nhóm 3, các bạn đang là một cái người mà đang trở thành một cái người mà từ chơi tập thể sang chơi cá nhân. Sẽ ngược lại với nhóm 1. Nhóm 1 là từ cá nhân chơi tập sang chơi tập thể, thì nhóm 3 là từ tập thể về lại chơi với cá nhân. Tại vì mình có một cái cảm giác đối với các bạn nhóm 3 thì nói là các bạn đưa ra lựa chọn dựa vào cảm xúc, nhưng mà cái cảm xúc đó bị tác động bởi người bên ngoài khá là nhiều. Và các bạn lựa chọn nói chung quy là bởi vì người khác chứ không phải là bởi vì bạn. Thì khi mà các bạn đã bắt đầu, các bạn hình dung ra được vấn đề và các bạn quyết tâm đó là không, mình phải đi học, mình phải trải nghiệm để mà mình rõ hơn những gì nó đang diễn ra xung quanh á, thì đó là lúc mà bạn vẫn sẽ trao cơ hội để bạn được làm quen với những người mới. Tuy nhiên sau một cái khoảng thời gian nhất định á, thì bạn sẽ nhận ra được đó là mình chưa thật sự ổn, mình vẫn còn những cái vấn đề mình phải quốc cao với bạn, với lại bản thân mình. Thì bạn sẽ quay về cái cuộc sống độc thân, cái cuộc sống chỉ có một mình bạn thôi, để mà bạn có thể giải quyết được những cái vấn đề. Khi nào bạn thật sự hạnh phúc, bạn truly fully hạnh phúc á, thì mình nghĩ là khi đó bạn mới thật sự sẵn sàng cho một cái mối quan hệ khác. Có một vài trường hợp thì các bạn đang trở thành một cái người mà mình có cái cảm giác là communicate với mọi người nhiều hơn. Tại vì cảm pick up hay 5 ly được cho mình một cái cảm giác là bạn nói chuyện, bạn đối thoại với một mình bạn. Kiểu như bạn không có care tới bất kỳ ai ở trong thế giới này hết. Bạn buồn thì bạn tập trung vào cái nỗi buồn của mình, bạn vui và tập trung vào cái niềm vui của bản thân. Nhưng mà sau này thì bạn đã bắt đầu trở thành một cái người mà bạn biết sharing, bạn biết chia sẻ ra nhiều hơn, bạn biết lắng nghe nhiều hơn. Bạn vẫn giữ cái sự hạnh phúc cho riêng mình, nhưng bạn cũng biết là mỗi người đều có những cái sự hạnh phúc cho riêng họ, và mình cần tôn trọng những cái điều đó để mà mình có thể hòa nhập được trong cái xã hội này. Rồi, giờ mình sẽ rút thêm bài cho các bạn nhóm 3 nha. Rồi, nhóm 3 các bạn đang trở thành một người như thế nào? Các bạn có lá fish, tiếp tục là một lá nước nè. Rồi, virtual.
cũng được một đánh lá 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 cũng được một lá lửa ha. Và Scorpion, bọ cạp, lá của lửa, đất ha. Rồi các bạn đang trở thành một người như thế nào? Đầu tiên vẫn là phải quay về từ Dolphin cho tới Fish, đều là cái câu chuyện của xuôi theo dòng. Các bạn đang lựa chọn xuôi theo dòng nhiều hơn. Các bạn đang lựa chọn đó là mình sẽ không chọn mọi thứ chỉ dựa trên cảm xúc, mà mình sẽ phải học được những cái bài học từ trong đó. Và khi có những cái dấu hiệu nói với mình là mình phải dừng lại, mình phải đi tiếp đó, thì mình sẽ lắng nghe theo nó nhiều hơn. Mình cũng cảm nhận được đó là các bạn đang cố gắng để trở thành một cái người điều khiển được cảm xúc của mình nhiều hơn so với việc thả trôi nó trước đây ha. Cái thứ hai á, mình thấy các bạn đang trở thành một cái người mà mình sẽ gọi là khôn khéo hơn. Trước đây các bạn không có khôn khéo nha. Trước đây các bạn là kiểu như gọi nó hơi bị kiểu như các bạn hơi bốc đồng quá, các bạn hơi bốc đồng, các bạn hơi chẩu chè, kiểu như thích gì nói đó, ghét gì nói đó, không có khe tới người khác, đã khiến cho các bạn mất đi rất là nhiều mối quan hệ thân thiết. Thì các bạn bắt đầu trở thành một cái người mà các bạn biết đó là mình phải đóng vai ấy, đó là mình phải kìm được cái cảm xúc của mình lại, mình cần phải có một cái cách nói ra, mình nói cái cảm xúc của mình ra một cách nó tinh tế hơn, một cách nó on point hơn, hoặc là một cách nó gián tiếp hơn để mọi người đều hiểu được cái vấn đề, nhưng mà mọi người không cảm thấy bị tự ái kiểu và kiểu dạng vậy. Tại vì đó đang là cả lá Runtour và lá Scorpio để cho mình một cái cảm giác là bạn nó bắt đầu trở nên nguy hiểm hơn. Trước đây bạn là một người tương đối là dễ đoán, bạn là một cái người mà chưa có nhiều trải nghiệm ở trong các mối quan hệ, nên bạn mới có thể là gọi là trong sáng, nói chung là trong sáng ngây thơ. Nhưng mà thật sự trong cái cuộc đời này không có ai trong sáng ngây thơ được mãi hết trơn á. Bạn rồi sẽ phải tự mình trưởng thành, tự mình trải nghiệm để cho mình những cái mảng màu tối vào trong đó, để mà bạn biết được đó là bạn cũng có những cái giới hạn như vậy, và nếu như người ta không tôn trọng cái giới hạn của mình thì mình sẽ phải làm cái gì tiếp theo. Thì rõ ràng mình thấy là bạn đang trở thành mỗi người như vậy. Bạn đang trở thành một cái người mà bạn bắt đầu biết giấu những cái và đã bắt đầu biết giấu những cái điểm đặc biệt của riêng mình. Không phải ai mà cũng show ra, chỉ có những người thân bạn mới show ra những cái chiêu tuyệt kỹ của mình thôi. Còn những cái người mà chưa có thân thiết thì bạn sẽ không có show cái đó ra. Và mình cũng thấy được một việc, các bạn đang trở thành một cái người mà nguy hiểm ngầm đó mọi người. Dạng như là bạn sẽ đánh giá mọi người nhiều hơn so với trước đây. Trước đây thì bạn chỉ cảm nhận thông qua cảm xúc thôi, mà bây giờ bạn bắt đầu biết dùng lý trí, bắt đầu biết dùng mắt của mình để quan sát là người đó có thật sự được như mình cảm nhận hay là không, để bạn tránh đưa ra những lựa chọn sai lầm nữa. Hoặc là nếu như kể cả khi bây giờ có lựa chọn sai lầm, bạn vẫn có những cái kế hoạch backup để mà bạn có thể có bước lùi cho bản thân. Bạn không còn gọi là moi hết con tim ra cho người khác mà dạng như không cần quay đầu nữa, mà bạn luôn có một cái bước, một cái gì đó phía sau cho mình, để mà lỡ mà không được thì mình lùi lại. Và mình cảm thấy đó là lý do vì sao mà sau này bạn trở nên tương đối là, nó không phải là bạn thu mình vào một góc, nhưng mà nó giống như kiểu là bạn chơi một mình cũng được, bạn chơi theo team cũng được, bạn không có bị phụ thuộc nữa, nói thẳng là như vậy. Thì đó là cái con người mà các bạn đang có để trở thành ha. Rồi thì đó là tất cả những gì mà Jen thấy. Thì Jen hy vọng rằng bạn đem được cái thông điệp nào đó cho bạn, mà có điều gì muốn hỏi, muốn chia sẻ, bạn có thể lại bình luận cho Jen biết. Jen sẽ rất vui được đọc bình luận của mọi người. Và một vài mọi người đừng quên bấm like video ha, tại vì bấm like video sẽ giúp YouTube đề xuất trang của Jen đến nhiều người hơn, để Jen có động lực làm nhiều video hơn ha. Rồi cảm ơn các bạn đã lắng nghe, và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Bye bye.